Chào mừng người đã trở lại với channel của mình. Trong clip này chúng ta cùng tìm hiểu một phần mềm quay phim màn hình khá là đặc biệt. Đó là phần mềm VLC. Mình nói đặc biệt tại sao? Thay vì những phần mềm quay phim đặc chủng như là Camtasia, Bandicam, thì bên cạnh đó có một cái phần mềm mà chúng ta ít ngờ tới là nó có khả năng quay phim màn hình. Đó là phần mềm VLC. Sở dĩ bằng phần mềm này là chuyên dùng để coi các định dạng codec phim. Thì để tải phần mềm này về, chúng ta sẽ vào trang web VLC. Đây, videolan.org. Đây là một phần mềm player và streamer rất là nổi tiếng, hỗ trợ hầu hết các định dạng video hiện nay và chạy hầu hết các hệ điều hành từ Windows, Linux, Mac OS và cả các thiết bị di động như Android và iOS. Thì chúng ta tải xuống và cài như các phần mềm bình thường. Thì phần cài đặt mình sẽ bỏ qua. Và sau đó để quay phim màn hình, chúng ta sử dụng phần mềm này luôn. Thì chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Đây, phần mềm quay phim đây, VLC Media Player. Đây là giao diện của phần mềm. Thì chúng ta sẽ bật chức năng quay phim lên bằng cách vào phần Media, vào phần Convert and Save, hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl-R. Nó ra giao diện như thế này. Chúng ta bật tab Capture Device. Phần này là nó sẽ chụp lại thiết bị mà chúng ta muốn thu. Thì cái phần Capture Mode này, chúng ta sẽ chọn là Desktop, tức là cái màn hình làm việc của chúng ta. Và cái phần Option này là cái phần chúng ta điền số khung hình trên một giây mà cái phần mềm này ghi lại. Thì mặc định là một khung hình một giây, mà chúng ta muốn một giây nó thu lại 30 khung hình cơ, thì chúng ta điền số 30 ở đây. Và sau đó chúng ta ấn Convert Save, ra cái giao diện vậy. Thì Destination File thì là nơi lưu trữ cái file mà chúng ta muốn xuất ra. Ở đây mình muốn lưu ở DT ha. Quay phim màn hình ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 13/07/2018. Rồi. Và định dạng video, mặc định là đôi PS, thì chúng ta có thể là đổi đôi lại M14 đi. Quan trọng là cái phần codec này. Codec ở đây hỗ trợ rất nhiều định dạng. Thì chúng ta để mặc định là H264 và 13, đây là cái định dạng phổ biến nhất hiện giờ. Và chúng ta có thể cấu hình được các cái chất lượng của nó. Thì chúng ta có để mặc định đi ha. Bitrate này, chúng ta muốn đổi thì chúng ta đổi. Sau đó chúng ta ấn Start. Đây, phần mềm cái nút nó đã play này. Và lúc này là video đã được quay lại. Và muốn đây, chúng ta thử thao tác một số cái. Bây giờ là đang quay lại rồi đấy ạ. Chúng ta vào giả dụ đọc báo chẳng hạn. Đó. Rồi, ok. Sau đó muốn dừng video lại, không muốn quay nữa, thì chúng ta bật phần mềm player lên. Chúng ta ấn pause. Không ạ. Vậy là xong. Vậy là video đã được quay lại, đã thu lại rồi. Chúng ta vào ổ D. Đây, cái file quay phim màn hình có dung lượng có 1.2 MB thôi. Chúng ta mở lên cho nó xem này. Đây là toàn bộ cái thao tác của chúng ta hồi nãy. Ưu điểm của phần mềm này là hoàn toàn miễn phí. Nhược điểm là nó không quay được con chuột. Đấy, bạn thấy nó quay lại màn hình, nhưng mà con chuột chúng ta không thấy đâu hết. Cho nên nếu mà quay dùng để hướng dẫn thì hơi là khó khăn. Trên đây mình đã hướng dẫn mọi người cách quay phim màn hình lại bằng một phần mềm player. Nếu các bạn thấy clip hay, hãy cho lại một like và để lại một comment phía bên dưới nếu thắc mắc gì đó. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.